Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mark One, lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái nội dung, đó chính là bao lâu thì chúng ta cần phải thay chiếc MacBook của chúng ta. Thông thường thì với các sản phẩm của Apple thì được hỗ trợ rất tốt cả về phần cứng bền bỉ cũng như là phần mềm được hỗ trợ lâu dài. Thì thường trong vòng đời của một chiếc MacBook nó sẽ hỗ trợ cho các bạn tốt ở mức khoảng tầm là 5 cho đến 7 năm. Và vậy thì ngoài cái yếu tố thời gian ra thì những yếu tố nào, những cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là các bạn nên thay chiếc MacBook của các bạn rồi? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì intro nào. Mark One số 1 về Mac. Cái yếu tố đầu tiên đó chính là yếu tố MacBook của các bạn không thể cập nhật lên macOS mới nhất được. Và vào hàng năm khoảng tầm tháng 9 cho đến tháng 10 thì Apple sẽ ra mắt một cái phần mềm mới, cái hệ điều hành mới dành cho chiếc MacBook của chúng ta. Và nếu mà chiếc MacBook của các bạn mà không có trong danh sách được cập nhật thì cũng có thể nói là chiếc MacBook của các bạn cũng đã hơi lỗi thời một chút rồi. Chúng ta cần một cái máy mới hơn để chúng ta update các cái phiên bản mới, để chúng ta cập nhật mọi cái phần mềm ứng dụng ở trên cái bản mới đó. Thực ra là không chỉ chiếc MacBook mà nằm ngoài cái danh sách đâu. Ví dụ như chiếc MacBook Air 2017 này của mình được nằm trong cái danh sách là update lên một cái phần mềm mới nhất. Nhưng mà khi mà mình update lên phiên bản mới nhất rồi thì mình thấy rằng là nó hoạt động khá là bị delay và pin của nó tụt hơi nhanh. Nên là mình đã quyết tâm là hạ lại cái bản cũ. Thì mình vẫn sử dụng tốt, nhưng mà các bạn nào mà cần cho mình một cái thiết bị nó hoạt động mượt mà hơn, trơn tru hơn, chúng ta nên sử dụng những cái bản là những cái date năm gần đây hơn thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Yếu tố thứ hai đó chính là dung lượng ổ cứng khi mà nó không còn trống nữa, cũng giống như là điện thoại vậy. Khi mà chúng ta sử dụng khá là nhiều các cái tài liệu rồi thì ổ cứng của chúng ta nó sẽ không cho phép nó lưu quá giới hạn, thì thay vì việc chúng ta cần phải một cái ổ cứng ngoài nó rất là lỉnh kỉnh. Và một số cái máy dòng cũ thì các bạn vẫn có thể nâng SSD lên bình thường, nhưng mà một số các dòng mới gần đây, ví dụ như date từ năm 2018 trở lại chẳng hạn, chúng ta không thể nâng cấp được ổ cứng nữa. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải sang một cái máy mà có cái ổ cứng dung lượng lớn hơn để chúng ta có thể thoải mái lưu trữ các cái tài liệu cũng như là các cái video giải trí của chúng ta, để chúng ta phục vụ cho công việc và giải trí. Cái yếu tố tiếp theo đó chính là các cái phần cứng của chúng ta bị hỏng hóc chẳng hạn. Mình ví dụ như là màn hình của chúng ta nó bị đố màn hay là bị đèn màn hình, rất nhiều các trường hợp mà chúng ta có thể gặp trên mạng rồi. Thì với những cái trường hợp nhẹ như là đố màn hình thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm của chúng ta. Nhưng mà ví dụ như là bị sọc màn hình chẳng hạn này, hoặc là phím nó gõ bị lỗi, hay là phần trackpad của chúng ta bị liệt ở một phần khá lớn, thì cũng là một cái lúc mà chúng ta cần phải thay đổi chiếc MacBook của chúng ta. Bởi vì là ví dụ như các bạn thay một cái màn hình này, chi phí cũng khá là lớn, nó khoảng tầm 10 triệu cho một cái màn hình MacBook. Thì với chi phí đấy mình nghĩ rằng là các bạn nên đầu tư cho mình một cái MacBook mới để sử dụng lâu dài hơn, ít lỗi hơn, và chúng ta không phải quá nhiều đau đầu vào cái việc là phần cứng bị hỏng hóc. Thứ tư đó chính là MacBook của chúng ta thường xuyên gặp phải các cái vấn đề về phần mềm. Ví dụ như là chúng ta đang hoạt động thì máy bị treo hoặc bị đơ, thậm chí là có những trường hợp mình thấy rằng là đang làm việc thì sẽ bị treo táo luôn, máy chúng ta không có thể phản hồi bất cứ một cái thao tác gì ở trên máy cả. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho rằng là máy của chúng ta cũng đã đến lúc để chúng ta thay một cái máy mới rồi. Bởi vì là những cái máy cũ phần mềm sẽ không thể hỗ trợ trơn tru được như là những chiếc máy mới. Nếu mà thực ra các bạn cài lại hệ điều hành hoặc là cài phần mềm thì cố thì chúng ta vẫn có thể dùng được thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng chúng ta. Bởi vì là chúng ta thường xuyên gặp phải những cái phần bị lỗi phần mềm như vậy, nó sẽ làm gián đoạn các cái công việc của chúng ta cũng như là cái quá trình chúng ta giải trí mà bị ngắt quãng như vậy, thì cũng nên là thay mua cho mình một chiếc máy mới. Và cái yếu tố cuối cùng mà mình nghĩ rằng là cái yếu tố mà quan trọng nhất ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta cần phải thay MacBook, đó chính là cái cấu hình của MacBook của chúng ta không đủ đáp ứng các cái nhu cầu của chúng ta ở thời điểm bây giờ nữa rồi. Ví dụ như các bạn đang thực hiện một cái công việc, ví dụ như đồ họa, dựng video hoặc là hình ảnh, thì chúng ta đang sử dụng một chiếc MacBook có dung lượng RAM là 8GB chẳng hạn. Thì với cái khối lượng công việc ngày một nhiều lên thì 8GB sẽ không thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu công việc, mà chúng ta cần phải sang 16GB hoặc là 32GB để chúng ta có thể đa nhiệm nhiều công việc một lúc. Hoặc là ví dụ như pin của chúng ta chẳng hạn, chúng ta cần phải di chuyển thường xuyên mà pin của nó chỉ đáp ứng được trong nửa ngày thôi, thì là một cái công việc rất là phức tạp cho chúng ta. Đi đâu chúng ta cũng phải kè kè sạc ổ điện, thì đây là một cái điều mà khá là bất tiện. Và mình nghĩ rằng là thứ nhất là chúng ta nên thay pin, thứ hai là nếu mà có đủ điều kiện thì chúng ta cũng cần nên thay máy. Còn ví dụ như cá nhân mình chẳng hạn, thì với chiếc MacBook Air 2017 này với chip i5 thế hệ thứ 7, nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu văn phòng của mình, thì mình cũng chưa cần phải đổi. Còn với các bạn nào mà có cái nhu cầu
update nó mới hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đổi cho mình những chiếc máy rồi. Và trên đây là một số các cái yếu tố mà mình nghĩ rằng là các bạn cần phải đổi cho mình một chiếc MacBook khi mà chúng ta gặp những cái dấu hiệu như vậy. Hy vọng rằng là các bạn cũng có thể đưa ra cái quyết định cho mình về chiếc MacBook tương lai của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.